năm trước, nơi đất Ấn Độ linh thiêng, thái tử Tất Đạt Đa, con vua cha Tịnh Phạn. Khí chất bậc phi phàm, vợ đẹp cùng con ngoan, châu báu với danh vọng, những người không toại ý khi thấy cảnh khổ đau, sinh già và bệnh chết thiêu đốt các chúng sinh. Chân hạnh phúc là đâu, thái tử luôn thao thức, làm sao cho chính mình và tất cả chúng sinh thoát khỏi các sự khổ của già chết bệnh sinh. Ngày mùng 8 tháng 2, thái tử đã xuất gia, từ bỏ vợ và con, cùng cúng vàng điện ngọc, tâm đạo cầu chân lý, cứu khổ cho muôn loài. Ôi thái tử Tất Đạt Đa, sư từ bỏ vĩ đại, vì hạnh phúc chúng sinh, sự xuất gia cao quý, vì hạnh phúc muôn loài. Đạt Đa, sư từ bỏ vĩ đại, xuất gia cầu chân lý, thành tựu quả vị Phật, vì hạnh phúc muôn loài. Trời xanh biếc xanh, bầy chim vui múa lượn, tô đẹp phơi áng mây, ánh mai bầy trẻ thơ ngác ngơ bao cánh đồng. Như chim trời tung cánh, bay khắp phương trời xa, bậc tri giác xuất gia, từ bỏ các ai buồn. Chim trời tung cánh bay, tim cánh vui an bình, diêu dít hót cùng ca, lấy núi rừng làm nhà, bạn bè với lá hoa, an tĩnh trong thiền định, bậc tri giác xuất gia, mang hạnh phúc cho mọi nhà. Chim trời tung cánh bay khắp bốn phương trời xa, hoa lá cùng khoe sắc đẹp tâm an giữa đời, bậc tri giác xuất gia, khi hoan an thiền định, phước báo cho mọi nhà, hạnh phúc khắp nơi nơi. Bậc tri giác xuất gia, hy hoan an thiền định, phước báo cho mọi nhà, hạnh phúc khắp nơi nơi. Tâm Bồ Đề nếu ai có hỏi, tâm Bồ Đề là tâm cao quý hướng về chân lý, trên cầu thành Phật dưới độ chúng sinh. Yêu thương hết tất cả, hy sinh cùng vất vả, không nghĩ suy cho riêng mình. Kia thấy chúng sinh khổ, tâm Bồ Đề thao thức, nguyện giác ngộ chúng sinh. Phú quý trong tay, dù say men danh vọng, rồi cũng sẽ đau khổ. Bởi vô thường cướp đi, hạnh phúc cũng chia ly. Thù oán sẽ đấu tranh, hạnh phúc thường mong mỏi. Hồi này chúng sinh chết ở đây, tái sinh vào kiếp kia, mãi mãi chịu chia lìa, mãi mãi chịu khổ đau.